Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin thời sự trong ngày hôm nay của chúng tôi. Phó chỉ huy hạm đội biển đen của Nga, Andrei Pali tử trận. Thuyền trưởng Andrei Pali từ hạm đội biển đen đã bị quân đội Ukraine bắn chết. Thêm một đòn nữa vừa giáng vào lực lượng của Vladimir Putin. Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã giết chết phó chỉ huy hạm đội biển đen của Nga. Chỉ huy hàng đầu của Putin, đại tá Andrei Pali từ hạm đội biển đen đã bị quân đội Ukraine bắn chết. Anton Cherashenko, một quan chức Ukraine, đã thông báo về cái chết của Pali vào sáng sớm hôm Chủ nhật, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác vì lý do quốc phòng. Tuy nhiên, tin này đã được xác nhận bởi tờ Pravda, nghĩa là sự thật của Nga. Tờ Pravda cho biết, Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, Đại tá Andrei Pali, đã thiệt mạng tại Mariupol bên Ukraine. Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Ravohaev đã cho biết trên kênh Telegram của mình. Theo ông, Andrei Pali đã bị giết trong cuộc hành quân ở vùng Mariupol. Tôi là bạn với Andrei Nikolaevich. Anh ấy là một người rất cởi mở và tử tế. Một sĩ quan thực sự từ một dòng dõi quân sự. Ai đã từng gặp anh sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của anh. Anh ấy được trao quyền lực lớn trong hạm đội. Anh ấy là một người hiểu chuyện. Anh ấy biết cách tiếp cận bất kỳ người nào. Người đứng đầu vùng Sevastopol cho biết. Andrei Pali sinh năm 1971 tại Kiev, là con cháu của người Nga. Năm 1992, ông tốt nghiệp trường chính trị hải quân cấp cao Kiev, nơi ông nghiên cứu tâm lý xã hội. Ông từng là phó chỉ huy trưởng đại đội 4 của Trung đoàn 2 trong vệ binh quốc gia Ukraine. Theo lời kể của Mikhail Ravoyaev, vào năm 1993, ông đã từ chối tuyên thệ ở Ukraine và bỏ sang phục vụ trong hạm đội phương Bắc của Nga. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường hải quân Biển Đen ở Nakhimov, phụ trách công tác chính trị quân sự. Từ năm 2019, ông được bổ nhiệm làm phó tư lệnh hạm đội Baltic, phụ trách công tác quân sự chính trị. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm phó tư lệnh hạm đội Biển Đen về công tác quân sự chính trị. Cuối năm 2020, ông trở thành phó tư lệnh lực lượng vũ trang Nga tại Syria. Andrei Pali đã có quyết định trở thành chuẩn đô đốc hạm đội Biển Đen của Nga, nhưng chưa kịp về mặc tư khoa nhận lon mới thì đã tử trận. Andrei Pali được tin là đang đứng trên một trong 4 chiến hạm nã pháo liên tục vào Mariupol, thì bị quân đội Ukraine bắn chết. Lòng nhân ái của Cộng hòa Tiệp. Thủ tướng Cộng hòa Tiệp Per Fiala cho biết, đất nước của ông sẽ chăm sóc những người vợ và những đứa trẻ chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Là biến cố đau thương đã khiến khoảng 3 triệu người Ukraine phải tìm nơi ẩn náu ở sườn phía đông của Liên hiệp Âu Châu. Thủ tướng Fiala, người đã đến Kiev vào đầu tuần này, cùng với các vị thủ tướng Ba Lan và Slovenia đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói thêm rằng Cộng hòa Tiệp có thể đối phó với lượng người tị nạn tiếp tục từ Ukraine. Những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ bị ngăn cản rời Ukraine. Phần lớn phụ nữ và trẻ em đã vượt qua Liên minh Âu Châu tại các điểm biên giới ở Ba Lan, Slovakia, Hung Gia Lợi và Romania. Tôi đã thông báo với những người bạn Ukraine rằng chúng tôi sẽ chăm sóc vợ và con của họ. Ông Fiala nói trên Twitter. Tốc độ và quy mô của làn sóng tị nạn không thể so sánh được với những làn sóng trong quá khứ, nhưng Cộng hòa Tiệp có thể đối phó được. Nhắc lại mối quan ngại của các nhà lãnh đạo khác trong khu vực,
Thủ tướng Fiala cho biết, các quốc gia tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn nên nhận được hỗ trợ tài chính của Liên hiệp Âu Châu, nhưng lên tiếng phản đối hạn ngạch. Ông nói, chúng tôi không muốn Liên hiệp Âu Châu đưa ra hạn ngạch, nhưng phải đoàn kết tài chính với các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi làn sóng tị nạn. Ba Lan, quốc gia có đường biên giới khoảng 500 km với Ukraine, đã tiếp nhận hơn 2 triệu người tị nạn. Phó thị trưởng Przemysl, một thị trấn gần giao lộ đông đúc nhất của Ba Lan với Ukraine, cho biết dòng người tị nạn đã giảm bớt, nhưng cảnh báo rằng các cuộc tấn công quân sự tiếp theo của Nga và miền Tây Ukraine có thể thay đổi tình hình nhanh chóng. Phó thị trưởng Boguslaw Swizy cho biết, hầu hết những người rời miền đông Ukraine hiện đang ở miền Tây Ukraine để chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Bất kỳ sự lo lắng nào xảy ra ở miền Tây Ukraine sẽ dẫn đến việc gia tăng dòng người đến Ba Lan. Thủ tướng Boris Johnson nhận định rằng việc Vladimir Putin không bị thách thức khi tiến hành cuộc xâm lược cho thấy ở Nga không có dân chủ. Thủ tướng Boris Johnson nhận định rằng thật là một thảm kịch khi Vladimir Putin không hề bị thách thức khi tiến hành cuộc xâm lược thảm khốc của mình ở Ukraine. Điều đó cho thấy ở Nga không hề có dân chủ. Johnson nói, tôi không tin rằng các quyền tự do dân chủ sẽ sớm nảy mầm trong Điện Cẩm Linh, trái lại là đằng khác. Nhưng với mỗi ngày trôi qua, tôi nghĩ rằng Putin trở thành một quảng cáo chói mắt hơn cho hệ thống mà ông ấy ghét và coi thường, và càng ngày càng rõ ràng tại sao chúng ta phải ủng hộ Ukraine. Thủ tướng nhận xét rằng, nếu Putin có báo chí tự do, nếu ông ấy có đài BBC về trường hợp của ông ta sẽ biết sự thật, hoặc ít là một phiên bản của nó. Nếu ông ấy có nền báo chí tự do, vô tư và có trách nhiệm, hãy để tôi nói theo cách đó, thì ông ấy sẽ biết một sự thật rằng người Ukraine là một quốc gia trọng danh dự, tự hào với một nhà lãnh đạo lôi cuốn. Và ông ta sẽ biết, trước khi ông ta bắt đầu cuộc phiêu lưu tai hại và vô nhân đạo này, rằng họ sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương của họ. Trong một nền dân chủ thật sự, Putin sẽ không tự nhốt mình trong buồng cộng hưởng tiếng vang này, bởi vì ông sẽ phải đối mặt với một quốc hội thực sự, với những người đối lập thực sự, là những người phải trả lời với cử tri của họ. Trong những hoàn cảnh đó, tôi không tin rằng ông ta có thể mắc phải hàng loạt những sai lầm tai hại và tự hủy hoại bản thân như vậy. Boris Johnson cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace vì đã thúc giục ông đọc bài bình luận sự điên rồ của Sa Hoàng Putin vài tháng trước cuộc xâm lược. Ông cho biết, hai người cùng với Ngoại trưởng Liz Truss đã nói chuyện hàng ngày về tình hình Ukraine. Chúng tôi đang nói chuyện liên tục, Liz, Ben và tôi, với các đồng nghiệp của chúng tôi trong nhóm hỗ trợ Ukraine để thảo luận về những gì chúng tôi có thể làm. Và những cuộc trò chuyện đó thực sự diễn ra hàng ngày và sẽ còn nhiều hơn thế, ông nói với hội nghị của đảng bảo thủ. Thủ tướng cho biết, ông tự hào về những gì Vương quốc Anh đã làm trong các lệnh trừng phạt. Đồng thời nói thêm, chúng ta phải trừng phạt nhiều ngân hàng và cá nhân hơn bất kỳ quốc gia Âu Châu nào khác. Tất nhiên, tất cả những hành động này đều phải trả giá. Tất nhiên là có. Nhưng chi phí của việc không làm gì sẽ cao hơn rất nhiều. Ông nói tại hội nghị, cuộc chiến của Putin nhằm gây ra thiệt hại kinh tế cho phương Tây và mang lại lợi ích cho ông ta. Ông ta biết rằng, cứ mỗi đô la tăng giá của một thùng dầu, anh ta sẽ có thêm hàng tỷ đô la doanh thu về việc bán dầu và khí đốt. Và đó là bi kịch của tình hình. Bây giờ, ông ta muốn làm suy yếu ý chí phản kháng của tập thể bằng cách đẩy giá sinh hoạt lên cao, đánh chúng ta trên các hóa đơn nhiên liệu. Vì vậy, chúng ta phải đáp lại. Thủ tướng Boris Johnson cũng cảnh báo về thời đại đe dọa mới nếu cuộc xâm lược của Nga thành công. Sự chấm dứt tự do ở Ukraine sẽ đồng nghĩa với việc mọi hy vọng tự do ở Georgia và sau đó là Moldova bị dập tắt. Nó có nghĩa là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, trong đó sự đe dọa kéo mây
trên toàn bộ Đông Âu từ Baltic đến Biển Đen. Nếu Putin thành công đè bẹp Ukraine, đó sẽ là đèn xanh cho những kẻ chuyên quyền ở khắp mọi nơi, ở Trung Đông, ở Viễn Đông. Đây là một bước ngoặt đối với thế giới. Đó là một thời điểm của sự lựa chọn. Đó là sự lựa chọn giữa tự do và áp bức. Ông cảnh báo các nhà lãnh đạo khác không nên áp dụng lập trường, thực tế chính trị đối với Putin. Tôi biết có một số người khác trên khắp thế giới nói rằng tốt hơn hết là nên nhượng bộ các chế độ chuyên chế. Tôi tin rằng họ đã sai lầm sâu sắc. Ông nói thêm, cố gắng bình thường hóa quan hệ với Putin sau vụ này, như phương Tây đã làm vào năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea, sẽ lại mắc sai lầm tương tự. Ba Lan kêu gọi Liên minh Âu Châu áp đặt lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan đã đề xuất Liên minh Âu Châu thực hiện lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga. Ba Lan đang đề xuất thêm lệnh phong tỏa thương mại vào gói trừng phạt này càng sớm càng tốt, bao gồm cả hai cảng biển của nước này và cả lệnh cấm buôn bán trên bộ. Việc cắt đứt hoàn toàn hoạt động thương mại của Nga sẽ buộc Nga phải xem xét lại liệu có nên dừng lại cuộc chiến tàn khốc này hay không, Thủ tướng Morawiecki nói. Việc Ba Lan kêu gọi buộc Mặt Tư Khoa đối mặt với những hậu quả kinh tế khó khăn hơn đối với cuộc xâm lược Ukraine được đưa ra sau khi các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu nhất trí về gói trừng phạt thứ tư nhằm vào Nga trong tuần này. Thông tin chi tiết không được tiết lộ, nhưng Tổng thống Pháp cho biết quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga đã bị thu hồi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.